Xin chào các bạn, trước mắt các bạn là một cái quảng cáo được bonus lên tới 150 vàng. Và làm cách nào để mình có thể đạt được cái bonus từ quảng cáo cao như vậy thì hãy cùng theo dõi clip với mình nha. Trước hết thì mình sẽ cùng các bạn xem quảng cáo để xem sau khi xem quảng cáo xong thì mình có được nhận 150 vàng hay không. Đây, các bạn chờ một tí, quảng cáo này chỉ có 5 giây thôi. Đây, xong rồi nè các bạn. Đây các bạn thấy không ạ? Hồi nãy mình được 120 vàng và 150 vàng thưởng là 270 vàng nha các bạn. Ok, bây giờ hãy cùng theo dõi để xem mình cần phải làm những gì để có thể đạt được một quảng cáo như vậy nha. Việc đầu tiên là mình sẽ cố gắng thi đấu những trận ở trên sân nhà các bạn, để mình có thể có được cái điểm thưởng từ cái sân vận động sau khi chiến thắng. Cái thứ hai là mình cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng các bạn, ghi thật nhiều bàn thắng để mình có thể được bonus thêm cái tiền bàn thắng các bạn. Đó, mình cứ cố gắng là nâng sân vận động mình mát luôn và mình sẽ nhận được cái tiền thưởng, hình như mình nhớ cao nhất là 52 vàng cho một cái trận thắng trên sân vận động, và không để lọt lưới thì mình lại được thưởng thêm vàng các bạn. Rồi nếu mình ghi bàn thì sẽ được thưởng thêm vàng nữa. Đó, cho nên là các bạn cố gắng tận dụng những cái, thứ nhất là sân nhà, thứ hai là đá với những cái đội mà dễ hoặc đá với máy, các bạn cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhất và không để bị lọt lưới, là coi như là các bạn đã tối ưu được cái phần vàng thưởng rồi. Và để khi mà các bạn thỏa được ba điều đó thì phải thỏa thêm một cái điều kiện nhỏ này nữa, là các bạn phải bỏ qua những cái quảng cáo. Nói chung là thứ nhất là quảng cáo các bạn thấy ít vàng, thứ hai là mình sẽ cố gắng không xem quảng cáo trong một khoảng 10 đến 15 trận đấu thì nó sẽ bắt đầu hiện ra cái quảng cáo. Thì tùy vào cái thời điểm mà các bạn đá cái trận đấu đó, các bạn được thưởng vàng nhiều ít. Nếu các bạn được thưởng vàng nhiều thì mình thấy có bạn là được lên tới 165, thậm chí là 200 vàng luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình ở đây thì mình đang làm thì nó chỉ mới ở cái mức là 150 vàng. Cũng có thể là do những cái trận đấu mình đá mình không ghi được nhiều bàn chẳng hạn, hoặc là mình đá mà để lọt lưới á các bạn, cho nên là cái phần thưởng nó sẽ thấp đi. Chính vì vậy là các bạn cố gắng là mình tận dụng triệt để nha, để mình có được cái sổ vàng để mình mua sắm cầu thủ, cũng như là mình mua thẻ nâng cấp, hay là mình nâng cấp sân vận động này nọ. Đó là một số cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Hy vọng đây là một cái chia sẻ bổ ích giúp cho các bạn có thể kiếm được nhiều vàng, cũng như là lâu lâu mình bung một cái mình được một cái số vàng lớn. Ok, các bạn cứ thử xem sao nha. Nói chung là các bạn cứ lưu ý là những cái trận mà thứ nhất mình không đá trên sân nhà, cái thứ hai là cả những cái trận mà mình thấy nó ít vàng các bạn, mình có thể bỏ qua cái phần đó, đừng xem quảng cáo các bạn. Các bạn cố gắng đừng xem quảng cáo để mình khi nào mà mình đạt được cái mốc lớn hơn 100 vàng đầu mình xem quảng cáo, là mình nhận vàng thấy thích lắm các bạn. Đó, nói chung là cái này thì khi các bạn bỏ qua những cái lần các bạn thi đấu để nhận được cái vàng á thì nó cũng hơi lãng phí một tí. Tuy nhiên là để mình có được cái con số nhân 2 nhân 3 lâu lâu cho nó bùng nổ một tí các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ có thêm một trận 150 vàng nữa các bạn. Các bạn thử nha.